Rồi, với cái tầm giá mà 2 triệu 6, anh em còn đang tìm cho mình là một con máy rửa xe sử dụng trong gia đình công suất lớn đúng không? Mà phải đầy đủ phụ kiện, và đặc biệt cái gì ta, cái nhu cầu của anh em á là mình phải cần cho mình một cái cuộn dây 12 m dây dài. Thì bữa nay lên cho anh em con này ha anh em. Cái dòng này là cái dòng máy nâng cấp từ con CRR 3001 của Deston. Thì bữa nay đã nâng cấp lên thành một cái con mới là CRR 3001 Plus. Cái dòng Plus này á sẽ được trang bị cho anh em mình là đây. Cái ổ điện đây anh em mình, khác biệt đầu tiên sẽ là cái ổ điện, có lẽ là cái ổ điện là cái sự khác biệt lớn nhất mà anh em thấy được trên con máy này, là trang bị cho anh em mình cái tính năng chống giật. Nó không có trang bị cái tính năng chống giật mỏm như là của Honda, Yamaha, Suzuki, Toyota đó, không có nha anh em. Này là tính năng chống giật đàng hoàng và đặc biệt là sử dụng được. Đây em sẽ test cho anh em mình xem thử. Đây, cắm vô nha anh em, có thể thấy máy đang khởi động nè. Máy đang khởi động. Đây, rồ le vẫn bơm, máy vẫn hoạt động bình thường. Thì nếu mà khi có vấn đề về điện đúng không, đây máy sẽ tự động ngắt như thế này đó. Còn nếu mà anh em mình muốn sử dụng lại đó, khi mà anh em giải quyết xong về cái vấn đề mà điện đùng của anh em mà đã muốn sử dụng lại, chỉ cần bấm cái nút đỏ này là nút reset là anh em mình có thể sử dụng lại được liền đó. Anh em mà bị vấn đề về điện, máy tự động ngắt từ cái nguồn luôn nha anh em, cho nên rất là ok, bảo vệ anh em mình toàn diện. Rồi qua phần phụ kiện thì phụ kiện cũng như là bao con máy khác, cũng giống như là 301 đời trước, sẽ trang bị cho anh em mình dây hút lớn dài 1,5 m, hai đầu khớp nối để anh em mình thay thế dễ dàng hơn, dây dài 12 m, dây lớn nha, dây này là dây lớn nha anh em, dây lớn bọc bố ba lớp rất là chắc chắn, khớp nối dài, bình bọc tiết cơ bản và cây súng xịt áp cao dành cho những con máy có công suất từ 2800W trở lên. Về mặt thiết kế anh em cũng có thể thấy mặt thiết kế đã thay đổi hoàn toàn, Deston đã thay đổi hoàn toàn cho anh em mình luôn. Thay vì màu đen và màu xanh nguyên bản thì hôm nay Deston trang bị cho anh em mình đầu và đít màu đỏ đó. Rồi điều áp nè, cái nút điều áp nè anh em, cái nút điều áp nó nhìn cũng như cây nấm luôn, rất là ok ha. Thiết kế máy thì vuông vức từ đầu cho tới đuôi luôn đó, anh em mình thấy không, từ đầu cho tới đuôi thiết kế máy cực kỳ vuông vức luôn, rất là gọn nha anh em. Thì đánh giá sơ qua thì khi mà em so sánh thử thì con này với cái 3001 thì con này nó sẽ gọn hơn một xíu đó. Nhưng mà nếu mà anh em mình thích ngoại hình của con 3001 thì 3001 về công suất hai con này như nhau, không có thay đổi gì nhiều. Thì cái chức năng hoạt động của máy chủ yếu là cũng để cho anh em mình rửa xe trong nhà, hoặc là anh em mình sạch sân tưới cây đồ anh em mua về để mình rửa xe hơi, nó sẽ đáp ứng cho anh em mình cực kỳ ok. Với cái lưu lượng nước là 14 lít trên phút, công suất tối đa là 3000W và lực bắn là 183, rất là ok ha anh em. Bây giờ em sẽ test thử cho anh em mình xem nha. Đây, cầm súng qua đây, bên đây thì em đang có cho anh em mình mấy chiếc xe nè đó. Với cái lưu lượng nước dày đặc như thế này, anh em mua về xịt sân rửa xe tưới cây, tưới cây thì anh em để phun nè đó, anh em có thể thấy cái lưu lượng nước xả ra và cái tia phun sương rất là dày dặn ha đó. Ok không anh em, 2.590.000 là anh em có con máy con này cho mình rồi, rất là ok ha. Mua về xịt sân tưới cây rửa xe đều có thể đáp ứng được cho anh em đó. Bắn xuống nền gạch nè anh em, chở mà nhà anh em mình có rong rêu được đúng không, bắn xuống nền gạch đẩy một phát là đi sạch sẽ luôn đó, gọn hơn anh em đó. Với mức giá vậy anh em thấy con này có hợp lý không? Nếu mà anh em thấy ok thì anh em có thể liên hệ với em qua số online 0934077765 để đặt mua con này. Còn nếu mà anh em có thắc mắc hay là có bất kỳ ý kiến gì về con máy này, anh em có thể comment xuống dưới comment của em đó, comment xuống dưới anh em, để em nhận được sự đóng góp ý kiến từ anh em và sẽ rút kinh nghiệm đối với những con máy khác. Rồi có nhu cầu sử dụng alo cho em hoặc tới địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Giới, quận 12. Bên em thì chuyên kinh doanh tất cả các dòng máy từ lớn tới nhỏ, từ những cái dòng máy gia đình cho tới những phân khúc công nghiệp đó. Nếu mà anh em cần alo cho em, cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha.